xà bông thiên nhiên có lẽ đã không còn xa lạ với chị em làm đẹp chúng mình rồi. Nhưng cách thức làm xà bông cũng như sản xuất một khối lượng lớn đòi hỏi phải có sự chỉn chu và trau chuốt trong từng công đoạn đấy. Nhìn đôi tay của các nghệ nhân cần mẫn làm việc, càng thêm nâng niu giá trị một bánh xà phòng thiên nhiên mang lại. Bách thảo tập, làm đẹp cùng xà phòng thiên nhiên, không quên tri ân các nghệ nhân thầm lặng.